Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhà nước và pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Chuyên mục hôm nay chúng tôi phản ánh đa dạng các hình thức tuyên truyền giáo dục pháp luật. Tiếp đó đề cập đẩy mạnh chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, để các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với nhân dân kịp thời, chính xác, hiệu quả, những năm qua, cấp ủy chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Tùa Chùa đã thường xuyên đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Những buổi tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 trực tiếp đến từng hộ gia đình như thế này thường xuyên được cán bộ y tế, trạm y tế xã Mường Đun thực hiện trong thời gian qua nhằm đưa kiến thức về phòng chống dịch bệnh cho người dân. Đây là cách mà Trung tâm Y tế huyện đã chỉ đạo các trạm y tế thực hiện trong thời gian qua. Ngoài ra, Trung tâm còn đa dạng các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, biên soạn và phát tờ rơi tuyên truyền đến các trạm y tế xã thị trấn để hướng dẫn nhân dân cách phòng chống dịch bệnh COVID-19 một cách dễ hiểu, dễ nhớ. Cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh, phối hợp với các địa phương tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống phát thanh lưu động đến từng xã bản, cung cấp thông tin các khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 để người dân không hoang mang, lo lắng và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định. Sau khi các đối tượng đã thực hiện hết cách ly tại ở trên huyện về địa phương thì trạm y tế cũng tăng cường thứ nhất là công tác và tuyên truyền cho công tác phòng chống dịch. Thứ nhất là tuân thủ theo cái 5K của Bộ Y tế. Thứ hai là đi thăm khám sức khỏe cho các đối tượng hàng ngày tại nhà. Nếu mà có cái trường hợp nào mà sốt hay là ho ra thì cũng sẽ lấy mẫu bệnh phẩm để lên trên tỉnh để xét nghiệm luôn. Tại Trung tâm Y tế cũng như là hai phòng khám đa khoa khu vực và các trạm y tế xã thị trấn cũng luôn đảm bảo về các cái trang thiết bị y tế, thuốc và vật tư y tế để sẵn sàng phục vụ cho công tác điều trị cũng như là dập tắt dịch. Phòng Tư pháp huyện thường xuyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã tăng cường tuyên truyền tới người dân về mục đích ý nghĩa của các luật, lợi ích khi tham gia các buổi trợ giúp lưu động. Để thu hút được đông đảo người dân tham gia, Phòng Tư pháp huyện đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức trao đổi đối thoại trực tiếp với người dân theo hình thức hỏi đáp. Những vấn đề mà người dân vướng mắc sẽ được đưa ra bàn bạc và được giải đáp tại chỗ. Từ đó đã giúp cho công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao hơn. Công tác trợ giúp pháp lý được đẩy mạnh, mở rộng mạng lưới câu lạc bộ, tổ và các cộng tác viên trợ giúp pháp lý tại các xã. Đến nay, trên địa bàn toàn huyện đã phát triển được gần 150 tổ hòa giải với trên 600 hòa giải viên, củng cố 14 tủ sách pháp luật tại các xã. Các tổ hòa giải đã tham gia hòa giải 100% các việc phát sinh. Thông qua công tác hòa giải đã kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp và vi phạm pháp luật nhỏ trong cộng đồng dân cư, góp phần củng cố tình làng nghĩa xóm và ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Truyền pháp luật thì dân cũng nắm được, bây giờ thì gọi là cũng ít về cái gọi là thủ tục lạc hậu rồi là các tệ nạn khác thì cũng nắm được, cũng bỏ đi. Cũng khá là ổn trong thôn Sĩ Dù Hai này. Một biện pháp đã và đang mang lại hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Tùa Chùa đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của đội ngũ người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hàng năm, Phòng Tư pháp phối hợp với Phòng Dân tộc và các phòng ban chức năng trên địa bàn huyện tổ chức nhiều hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ này. Nội dung chủ yếu về Bộ luật Hình sự, Luật Phòng chống ma túy, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật hôn nhân và gia đình, Luật giao thông đường bộ và công tác dân tộc tôn giáo, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thông qua các hội nghị này, vai trò gương mẫu của đội ngũ người có uy tín được phát huy trong vận động quần chúng nhân dân bài trừ các hủ tục, sống theo nếp sống văn minh, nâng cao hiểu biết, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Riêng trong dòng họ sùng chúng tôi thì coi như là hàng năm thì cũng có tổ chức về tổng kết đánh giá trong một năm để quán triệt các cháu để thực hiện theo chủ trương đường lối chính sách của Đảng, không vi phạm pháp luật, không ma túy, phải chấp hành theo cái đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước đã đề ra. Chúng tôi luôn xác định cái nhiệm vụ trọng tâm là phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc. Từ đó chúng tôi đã xây dựng các mô hình, đặc biệt là dòng họ Bình Yên ở các thôn bản, để giúp lực lượng công an
tuyên truyền nhân dân hiểu biết về đường lối chủ trương trong phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, thì công an huyện xác định cái nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường xuống cơ sở, đặc biệt là tận dụng các dòng họ Bình Yên rồi là người có uy tín để vận động gia đình con cháu chấp hành đường lối chủ trương và không vi phạm pháp luật. Với vai trò là thành viên hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, là cơ quan chủ trì thực hiện các đề án phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua, công an huyện Tùa Chùa quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở những xã, thôn bản đặc biệt khó khăn. Hàng năm, công an huyện chủ động tham mưu phối hợp với các ngành có liên quan tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng, trong đó lồng ghép với công tác chuyên môn các chương trình đề án khác như đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chúng tôi đã nghiên cứu phát triển các cái mô hình, ví dụ như là dòng họ Bình Yên, rồi là các cái chương trình vận động quần chúng, vận động đông đảo quần chúng, vận động tập trung và vận động cá biệt. Để trong đó chúng tôi tích cực cải tiến các cái nội dung chương trình cho phù hợp, ví dụ như là tuyên truyền bằng tờ rơi, rồi tuyên truyền bằng ngôn ngữ dân tộc Mông, rồi chúng tôi cử những cán bộ người Mông xuống địa bàn để bám nắm cơ sở, ba cùng với nhân dân, cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng với cấp ủy chính quyền địa phương để mà xử lý giải quyết những cái vụ việc liên quan đến trật tự ngay tại cơ sở, không để hình thành các cái điểm nóng cũng như là không để hình thành những cái vụ việc phức tạp mà lực lượng công an cấp trên phải chỉ đạo quan tâm giải quyết. Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, các ngành các cấp thường xuyên chú trọng việc đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền cho phù hợp với từng địa bàn đối tượng. Đặc biệt, chú trọng đến các đối tượng thanh thiếu niên, người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số. Gắn công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với giáo dục chính trị tư tưởng, lồng ghép với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm khơi dậy ý thức trách nhiệm, tự nghiên cứu, tìm hiểu và chấp hành pháp luật của công dân. Huyện Tùa Chùa còn quan tâm trang bị các tủ sách pháp luật tại các xã, phục vụ đắc lực cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Bằng tất cả các biện pháp và hình thức tuyên truyền pháp luật được các ngành, các cấp, huyện Tùa Chùa áp dụng tổ chức, lồng ghép hiệu quả, đưa kiến thức pháp luật đến với người dân trên địa bàn. Thì chúng tôi cũng đã tổ chức cái tuyên truyền những cái chương trình 573B để xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong các đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, đồng thời là tuyên truyền về tiếp tục về vấn đề thực hiện toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Khi mà cái máy truyền thông đã được lắp trên địa bàn xã thì rất là thuận lợi cho xã trong cái việc mà triển khai các cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như là các cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của xã đến với bà con nhân dân kịp thời. Thế thì qua đó thì bà con dân cũng đã nắm bắt được các cái chủ trương và cũng đã biết áp dụng các cái khoa học kỹ thuật mà của xã cũng như các văn bản triển khai, để từ đó bà con dân áp dụng vào sản xuất, mang lại các cái lợi phát triển kinh tế, phục vụ cho gia đình. Với sự nỗ lực trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, Tùa Chùa đã từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 4 năm triển khai thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, huyện Điện Biên Đông đã đạt kết quả đáng ghi nhận, đã huy động được sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân, nhất là các xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Qua đó góp phần đấu tranh có hiệu quả hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, kiềm chế tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, ổn định tình hình khu vực vùng cao biên giới. Xã Keo Lôm trước đây là một trong những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, nhất là tình trạng sử dụng buôn bán tàng trữ trái phép chất ma túy diễn biến phức tạp. Sau khi được kiện toàn, lực lượng công an xã đã xây dựng kế hoạch đề ra nhiều giải pháp ổn định tình hình an ninh trật tự, đồng thời tích cực tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức,
ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân, tăng cường cán bộ chiến sĩ xuống cơ sở ba cùng với nhân dân, tranh thủ sự giúp đỡ của già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Từ đó tạo sự gắn bó mật thiết giữa lực lượng công an với nhân dân, nhất là huy động được sức mạnh tổng hợp của cả cộng đồng trong đảm bảo an ninh trật tự. Trong năm 2020, lực lượng công an xã đã phối hợp với trường bản, các đoàn thể xã tổ chức gần 20 buổi họp dân với hàng trăm người đại diện các hộ gia đình tham gia. Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự ủng hộ của người dân, năm 2020, xã Keo Lôm đã chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự thành công. An ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững, các loại tội phạm được kiềm chế và có chiều hướng giảm, tạo điều kiện để người dân yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống. Công an xã đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã tổ chức xuống tuyên truyền họp dân 3 lượt, 23 trên 23 bản trên một năm. Kết quả là được thì cũng là bà con nhân dân cũng ý thức được cái sự tồn động và nguy hiểm của các loại tội phạm, đặc biệt là trên địa bàn là tội phạm ma túy. Đấy. Từ đó là qua một năm chuyển hóa thì tình hình tội phạm hình sự ma túy có chuyển biến rõ rệt. Công an xã vẫn tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã thực hiện kế hoạch để làm sao triển khai nó đồng bộ, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã để nó thành công và từ đó để giảm bớt các tai nạn trên địa bàn và để trong sạch địa bàn. Xã Phì Nhừ được công an huyện thực hiện chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự trong năm 2021. Ngay sau khi tiếp nhận địa bàn, lực lượng công an xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, nắm bắt tình hình, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp công tác nhằm ổn định tình hình, không để xảy ra những điểm nóng hay vụ việc phức tạp, từng bước chuyển hóa địa bàn. Với việc triển khai đồng bộ hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, chỉ một thời gian ngắn, công an xã Phì Nhừ đã tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã ban hành các kế hoạch và một số biện pháp để củng cố kiện toàn các tổ chức quần chúng thành nòng cốt cho công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Đồng thời xây dựng nhiều kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện các đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn. Công an xã đã tham mưu Ủy ban nhân dân xã kiện toàn lại cái ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và tham mưu ban chỉ đạo là xây dựng cái kế hoạch để chuyển hóa địa bàn. Trong khi đó thì là công an xã cũng tham mưu là ban chỉ đạo xã là thành ra các quyết định thành lập các tổ đi vào các bản để tuyên truyền các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Mỗi bản ít nhất là trong một năm thì là mình thực hiện 2 cuộc họp để tuyên truyền cho bà con nhân dân, để giải thích cho người dân và chủ yếu là giải thích bằng tiếng dân tộc để dân người ta hiểu hơn và dân người ta tự giác tố giác tội phạm, giúp lực lượng công an xã và cả chính quyền xã là làm tốt cái công tác chuyển hóa địa bàn thành công trong năm 2021 này. Năm 2020, huyện Điện Biên Đông đã lựa chọn 4 xã Sa Dung, Pu Nhi, Pú Hồng, Keo Lôm để chuyển hóa. Các xã này đều có diện tích rộng, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí thấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, kinh tế xã hội chậm phát triển, có vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Trong thời gian thực hiện chuyển hóa, công an 4 xã đã phối hợp tổ chức được các diễn đàn, công an lắng nghe ý kiến nhân dân, ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng lực lượng nòng cốt, phát huy các tổ chức quần chúng, làm công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở như duy trì 72 tổ an ninh nhân dân, 72 tổ hòa giải, 72 tổ phòng cháy chữa cháy, phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ trong giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ở cơ sở, đồng thời xây dựng một điểm sáng, 2 mô hình đảm bảo an ninh trật tự, tiến hành răn đe cảm hóa giáo dục hơn 160 đối tượng nghiện ma túy, đối tượng tù tha án treo, tiếp nhận và giải quyết kịp thời 26 đơn thư tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân. Tại các xã được lựa chọn chuyển hóa địa bàn, lực lượng công an đã thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. 3 năm qua, lực lượng công an đã lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 8 đối tượng, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 10 đối tượng, vận động 145 trường hợp tự cai nghiện ma túy tại gia đình, vận động 2 đối tượng có quyết định truy nã ra đầu thú, điều tra làm rõ 5 vụ trộm cắp tài sản.
đường pháp luật nhà nước đến tuyên truyền để phổ biến về pháp luật về các cái tội phạm thì nói chung là bạn đây nó cũng rất chấp hành từ thành lập cái bạn cho đến nay là những người tầm chữ mua bán trái phép là không có, cái người mà nó nghiện hút là nó cũng không có, tên xã hội về trộm cắp này nọ kia hay bám mua bán người bất cứ các cái vấn đề mà nó xảy ra về an ninh trật tự ở bản là nói chung là ổn định là không có gì xảy ra. Được sự tuyên truyền của công an huyện và công an xã, bà con cũng nhận ý thức cao và đề cao cảnh giác, thì cũng là cái chỗ mất tài sản rồi là mất trộm cát cũng ít đi, thì cũng là xã mình thì cũng là một xã bây giờ cũng gọi là đỡ hơn nhiều so với mấy năm trước, và thanh niên cũng gọi là được tuyên truyền hiểu biết, bây giờ cũng đỡ, không có thanh niên nghiện hút và tất cả thanh niên đều đi nhận công trình là đi làm thuê đầy đủ, bây giờ cũng là đỡ hơn nhiều rồi. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, công an huyện đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện ban hành kế hoạch chuyển hóa, bố trí những cán bộ chiến sĩ có năng lực, trình độ tham gia thực hiện kế hoạch. Mỗi năm cử gần 30 lượt chiến sĩ tăng cường xuống địa bàn làm công tác chuyển hóa cho mỗi xã, thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện tại cơ sở. Cùng với đó, huyện tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, nghiêm túc chấp hành pháp luật. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là về tác hại của ma túy, chế tài xử lý hành vi phạm tội, thủ đoạn hoạt động của các tà đạo. Vận động nhân dân không di cư tự do, xuất cảnh trái phép, không tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ. Giai đoạn 2018-2020, lực lượng công an huyện đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể, tổ chức họp tuyên truyền về pháp luật cho 72 bản của 4 xã, tổ chức cho hơn 11.120 hộ ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự, treo hàng chục băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền về phòng chống ma túy, phát hàng nghìn tờ rơi về an ninh trật tự cho hộ gia đình. Thì trong quá trình chuyển hóa thì chúng ta thấy là đã đưa cán bộ chiến sĩ xuống cơ sở ba cùng với nhân dân, cũng như kết hợp với các ban ngành đoàn thể của huyện, cũng như là ban giám đốc công an tỉnh cũng đã cử một số cán bộ chiến sĩ có kinh nghiệm trong công tác chuyển hóa, phối hợp với lực lượng công an huyện Điện Biên Đông đã chuyển hóa thành công được 4 trên 9 địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Thì qua quá trình chuyển hóa thì đến hiện nay thì những xã đã được tỉnh công nhận là chuyển hóa thành công, thì hiện nay đời sống của nhân dân trên địa bàn đã ổn định và kinh tế xã hội cũng đã được phát triển một bước so với những trước khi chưa được chuyển hóa. Ngoài triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để triệt phá các điểm nóng, Công an huyện Điện Biên Đông xác định công tác đấu tranh với tội phạm về ma túy là một chiến dịch dài hơi, cần sự phối hợp của nhiều lực lượng, trong đó có cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình của nhân dân. Chính vì vậy, trong những buổi họp bản, tổ công tác gồm công an xã, đoàn xã và ban tự quản các bản đều lồng ghép tuyên truyền, phòng chống ma túy, lắng nghe ý kiến của người dân phản ánh về tình hình an ninh trật tự ở địa bàn, nêu gương sáng trong công tác phòng chống và tố giác tội phạm. Trong thời gian qua, công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an 4 xã thực hiện chuyển hóa địa bàn, phối hợp với các địa phương khác khám phá 32 vụ, 40 đối tượng, vật chứng thu 14 bánh heroin và 176 gram heroin, 227 gram ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng tự chế, 4 xe máy, 6 điện thoại di động, xóa 23 điểm bán lẻ ma túy, phát hiện và phá nhổ 84 mét vuông cây thuốc viện. Chúng tôi cũng đã xác định ở địa bàn Điện Biên Đông là một trong những địa bàn liên quan đến về tội phạm ma túy là tương đối lớn, phức tạp. Do đó chúng tôi cũng đã chuyển hóa ở cái địa bàn Cao Lôm. Thì địa bàn Cao Lôm thì bản Hang Nia gần như là nhà nhà đều có người nghiện, nhà nhà đều có người liên quan đến ma túy. Thì từ cái tình hình đó chúng tôi đã tham mưu cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân huyện cũng như là phối hợp với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân xã Cao Lôm xuống nằm tại cái địa bàn bản đó và có những giải pháp cụ thể căn cơ để cũng như là giải quyết cái tình hình tội phạm ở cái bản Hang Nia. Thì đến nay thì cũng cơ bản là cái tội phạm ma túy ở địa bàn Hang Nia thì cũng đã có phần nào giảm. Để thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội đạt được hiệu quả, trong thời gian tới, Điện Biên Đông sẽ tập trung chỉ đạo các ban ngành đoàn thể và lực lượng vũ trang của huyện
phối hợp với cấp ủy chính quyền các xã, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân trong việc tham gia phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, tệ nạn xã hội ngay tại cơ sở. Triển khai các biện pháp đồng bộ tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo môi trường lành mạnh, ổn định, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương mục Nhà nước và pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên.